Xin chào, ta là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang khám phá về một chủ đề: tinh dầu tỏi chữa nhức mỏi, đau cơ bắp, giảm cholesterol và chữa cảm một cách hiệu quả. Nếu như bạn quan tâm về tinh dầu tỏi thì Trang có bốn chủ đề nhỏ xoay quanh và hy vọng rằng với những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Chủ đề đầu tiên, những hoạt chất và vitamin có trong tinh dầu tỏi. Tỏi thì rất thân thuộc và gần gũi đối với tất cả mọi người chúng ta rồi. Nhưng nói đến những cái ứng dụng từ tinh dầu tỏi thì có lẽ hơi xa lạ đối với tất cả mọi người. Nhưng mà khi chúng ta xem vào video ngày hôm nay thì bạn sẽ có một cái nhìn khái quát nhất. Thì hoạt chất có trong tinh dầu tỏi nó sẽ gồm những cái hoạt chất sau đây: allicin, azoen, thiosulfinat, sulfidate, diacrin disulfit, dialin trisulfit, dialin sulfit. Vitamin có trong tinh dầu tỏi: vitamin C, vitamin B6, vitamin B1, vitamin E, lưu huỳnh, vân vân. Và đó là những cái thành phần hoạt chất chính điển hình có trong tinh dầu tỏi. Và các bạn có thể tìm hiểu và tham khảo thêm. Chủ đề thứ hai, tính ứng dụng chăm sóc sức khỏe của tinh dầu tỏi. Ngay phần tiêu đề chúng ta đề cập đến tinh dầu tỏi, nó có tác dụng cho những người già gặp vấn đề về đau nhức xương khớp nè, vấn đề về cholesterol hoặc là cảm cúm, thì bây giờ cụ thể nó như thế nào? Thì tinh dầu tỏi đã được sử dụng trong chăm sóc sức khỏe từ hàng ngàn năm trước đây. Và sau đây là những cái tính ứng dụng về chăm sóc sức khỏe điển hình mà tinh dầu tỏi mang đến cho tất cả các bạn. Trang sẽ liệt kê những cái tính ứng dụng chính thôi các bạn ha. Đầu tiên, kháng vi khuẩn và kháng nấm. Tinh dầu tỏi có tính kháng vi khuẩn và kháng nấm một cách mạnh mẽ. Nó có thể giúp cho bạn ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị các bệnh lý do vi khuẩn và vi nấm gây ra. Tăng cường hệ miễn dịch. Tinh dầu tỏi có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật. Giảm huyết áp. Tinh dầu tỏi có khả năng giúp giảm huyết áp, hỗ trợ điều trị tình trạng huyết áp cao và nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Giảm cholesterol. Tinh dầu tỏi giúp cho bạn giảm mức cholesterol xấu trong cơ máu nè. Nó giúp cho bạn cải thiện sức khỏe tim mạch. Giúp giảm đau và giảm viêm. Tinh dầu tỏi có tính kháng viêm và có thể giúp cho bạn giảm đau và giảm viêm trong một số trường hợp, chẳng hạn như là đau nhức xương khớp. Hỗ trợ vấn đề về tiêu hóa. Tinh dầu tỏi có khả năng hỗ trợ tiêu hóa và giúp giảm các triệu chứng khó tiêu. Hỗ trợ về hô hấp. Tinh dầu tỏi giúp cho bạn làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho hoặc là viêm họng, cho nên nó sẽ phòng ngừa các bệnh cảm cúm rất tốt các bạn ha. Hỗ trợ điều trị mụn. Tinh dầu tỏi có khả năng kháng vi khuẩn và kháng viêm, giúp cho bạn điều trị mụn và làm dịu làn da. Ngăn ngừa rụng tóc. Nhờ có chứa những cái thành phần như là lưu huỳnh, vitamin E, vitamin C, vitamin B6, vitamin B1, tinh dầu tỏi không những chỉ có công dụng ngăn ngừa rụng tóc
mà còn giúp cho tóc của các bạn đó củng cố cái nang tóc, thúc đẩy tóc mọc nhanh hơn, giúp cho tóc chắc khỏe hơn. Giảm nhiễm trùng tai. Tinh dầu tỏi có tác dụng chữa nhiễm trùng tai. Đây là một trong những cái phương thuốc truyền thống. Đã nói cho truyền thống thì chúng ta phải sử dụng một cách cân nhắc các bạn ha. Nhờ vào đặc tính chống viêm và chống khuẩn mà cái hoạt chất allicin có trong tỏi mang đến, nó giúp giảm viêm, giảm đau một cách hiệu quả. Nhưng chúng ta dùng thì phải có sự hướng dẫn của các bác sĩ hoặc là những người có kiến thức chuyên môn. Thuốc chống mũi tự nhiên. Tinh dầu tỏi có tác dụng chống mũi tốt vì mùi đặc trưng của nó. Tuy nhiên, trước khi sử dụng tinh dầu tỏi hay bất kỳ sản phẩm nào có chứa tinh dầu tỏi với mục đích chăm sóc sức khỏe thì các bạn cũng nên tham khảo ý kiến từ các bác sĩ hoặc các chuyên gia để chúng ta có được một cái kiến thức cho mình. Và khi sử dụng những cái sản phẩm đó thì vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đọc hết các bạn ha, để xem coi mình có thuộc cái cơ địa phù hợp đối với tinh dầu tỏi hay không, cái liều lượng sử dụng như thế nào, sử dụng thời điểm nào là thích hợp nhất. Chủ đề thứ 3, cách sử dụng tinh dầu tỏi tốt nhất cho sức khỏe. Khi mà chúng ta có được câu trả lời cho mình về những cái tính ứng dụng mà tinh dầu tỏi mang đến thì các bạn rất muốn biết sử dụng tinh dầu tỏi như thế nào là tốt cho sức khỏe. Thì tùy theo từng loại bệnh mà chúng ta có mục đích sử dụng tinh dầu tỏi khác nhau. Bạn có thể sử dụng để uống nè, để bôi lên da hoặc là để xông, vân vân. Sử dụng tinh dầu tỏi đúng cách sẽ mang đến cái hiệu quả điều trị bệnh rất tốt các bạn ha. Đối với tinh dầu tỏi dạng lỏng thì bạn pha với nước trước khi uống chứ không uống trực tiếp tinh dầu tỏi ở dạng cô đặc. Bởi vì dạng cô đặc tinh dầu có thể làm bỏng các niêm mạc vùng hầu họng của bạn. Với trẻ nhỏ, nếu trẻ cảm thấy khó chịu khi uống tinh dầu thì bạn có thể hòa loãng với nước trộn với thức ăn để cho trẻ uống. Một lưu ý nhỏ cho bạn là khi dùng tinh dầu tỏi khi thức ăn bằng cái nhiệt độ phòng các bạn ha. Vì khi nhiệt độ cao thì tinh dầu sẽ tan hơi, không còn tác dụng nữa. Đối với dạng viên uống dầu tỏi á, thì bạn nên uống theo cái liều lượng chỉ định nhất định trên bao bì sản phẩm, hoặc là bạn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bởi vì ngày nay trên thị trường có rất nhiều những cái sản phẩm có chứa tinh dầu tỏi hoặc là những cái viên uống tinh dầu tỏi thì các bạn vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để tốt nhất. Đối với những cái trường hợp đau răng, đau tai, đau cái tai các bạn ha, thì chúng ta nên sử dụng tăm bông hoặc là bông gòn. Bạn chấm vào những cái vị trí bị đau, giữ tầm 15 đến 20 phút sẽ cải thiện cái tình trạng đau và sưng tấy. Đối với trường hợp cảm lạnh, ho, đau họng thì bạn có thể sử dụng phương pháp xông hơi, thêm tối đa 7 giọt tinh dầu tỏi vào cái chậu nước sôi các bạn ha. Sau đó bạn chùm khăn rồi bạn hít thở, bởi vì tinh dầu nó sẽ bốc lên thì bạn nhớ là nhắm mắt khi xông tinh dầu các bạn nhé. Hít trực tiếp nhỏ 2 đến 3 giọt tinh dầu vào miếng bông gòn rồi chúng ta sẽ hít trực tiếp vào. Hoặc là bạn dùng máy khuếch tán tinh dầu. Thêm vài giọt tinh dầu tỏi vào máy khuếch tán tinh dầu bạn đặt trong phòng hoặc là nơi làm việc thì nó sẽ giúp bạn khử trùng không khí nè. Bôi ngoài da. Bạn sử dụng 10 giọt tinh dầu cho vào 2 muỗng canh dầu nền, phải pha các bạn ha. Dầu nền có thể là dầu dừa, dầu ô liu hoặc là jojoba. Áp dụng bạn thoa vào cái vùng cổ họng nè để nó giảm ho cho mình. Đối với trường hợp xua đuổi muỗi thì chúng ta sẽ thấm một lớp nhẹ vào cái vùng da tiếp xúc. Hoặc là bạn xịt vào cái xung quanh nơi nào mà cái góc khuất đó thì nó sẽ giúp cho bạn tránh xa muỗi hoặc là đuổi muỗi. Đối với trị mụn trứng cá thì chúng ta có thể kết hợp tinh dầu tỏi cùng với những sản phẩm khác như là sữa chua, mật ong, bạn pha loãng ra cùng với nước nè, dùng bông tăm rồi bạn chấm lên những cái nốt mụn.
để trong vòng 10 đến 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Thì đó là một số những cách sử dụng tinh dầu tỏi tốt nhất mà Trang có thể chia sẻ đến tất cả các bạn, và hy vọng rằng các bạn khi sử dụng thì sẽ biết được cái cách dùng hợp lý nhất, phù hợp và an toàn để mang đến cái hiệu quả tích cực. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang chủ đề thứ tư, cần lưu ý khi sử dụng tinh dầu tỏi. Thì các bạn cũng thấy đó, tinh dầu tỏi là một trong những cái phương thuốc chữa bệnh từ lâu đời, nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể sử dụng được. Thì có những cái trường hợp đặc biệt thì chúng ta cần lưu ý sau đây. Không nên sử dụng tinh dầu tỏi khi đói bụng. Tốt nhất là bạn nên dùng nó sau bữa ăn. Nếu dùng chung với các loại thuốc khác thì nên dùng cách xa ít nhất từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Với trẻ con thì bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Các loại tinh dầu được xem xét cẩn thận nếu như bạn đang mang thai hoặc là cho con bú, vì chưa có đủ nghiên cứu chính xác xem có an toàn thật sự cho hai đối tượng đặc biệt này hay không. Tinh dầu cũng có thể gây ra những cái phản ứng dị ứng. Thì nếu như bạn gặp phải những cái phản ứng dị ứng nghiêm trọng thì chúng ta phải ngừng ngay lập tức và đến các cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ và chăm sóc tốt nhất các bạn nhé. Nếu như bạn bị rối loạn chảy máu nè, hoặc là đang dùng thuốc làm loãng máu đó, hay còn gọi là thuốc chống đông máu, thì hãy nói chuyện với bác sĩ của mình trước khi bạn muốn sử dụng tinh dầu tỏi. Đối với những người đang bị trào ngược dạ dày thực quản thì nên thì cái việc sử dụng tinh dầu tỏi đó phải hết sức thận trọng, vì nó có thể làm tăng cái tình trạng ợ hơi, ợ chua. Tuyệt đối không được bôi tinh dầu tỏi trực tiếp lên da khi chưa pha loãng. Thì đó là một số những cái vấn đề lưu ý. Và tóm lại một điều rằng, tinh dầu tỏi là một sản phẩm tự nhiên, tuyệt vời, có lợi cho sức khỏe, tốt cho việc làm đẹp, có thể chống lại những cái bệnh lý tấn công vào cơ thể và giúp cho bạn tăng cường sức khỏe, sức đề kháng. Nhưng chúng ta cũng không nên lạm dụng hay là sử dụng một cách tùy tiện mà không có bất kỳ những cái kiến thức nào. Và nếu như bạn muốn sử dụng thì bạn nên tham khảo thật kỹ. Và khi sử dụng những sản phẩm đó thì các bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để mang đến cái hiệu quả tốt nhất, tích cực nhất. Bởi vì mỗi sản phẩm đều có những cái hướng dẫn các bạn nhé. Cho nên là chúng ta phải xem, tham khảo kỹ để chúng ta sử dụng đúng, an toàn và hiệu quả nhất. Thì đó là những cái kiến thức xoay quanh về tinh dầu tỏi. Và Trang hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Và nếu như bạn thấy kiến thức ngày hôm nay thật sự có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại. You